Câu 1 trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là đơn thức? Rồi, đáp án đúng ở đây, đáp án gì? Rồi, đơn thức là chỉ có A có phải không? Lý do A không phải. Đúng rồi, A ở đây không phải là đơn thức nha. Mặc dù nó có hai phần tử căn x, căn ở đây, sau này người ta gọi là căn thức nha. Để xác định bậc của đa thức thì đầu tiên các em phải xác định bậc của các đơn thức trong đây. Thằng này đơn bậc của đơn thức thứ nhất là bao nhiêu? Thằng này có bậc là bao nhiêu? Thằng này có bậc là 12. Thằng này có bậc là bao nhiêu? Bậc là 9. Vậy cao nhất là bao nhiêu? Vậy là chúng ta khoanh đáp án gì? À, số mặt của hình chóp tam giác đều là bao nhiêu mặt? Hình chóp tam giác đều nó có tổng cộng 4 mặt, trong đó có 3 mặt đáy, à 3 mặt bên, một mặt đáy đúng không? Ok. Kiểm tra thử nhé. Bây giờ ở đây em quan sát đáp án này, đáp án nó có hai loại, một là m cộng n, hai là m trừ gì. Bây giờ lấy m cộng n trước đi. M cộng n tức là lấy a trừ 1 cộng bao nhiêu? 1 trừ a, rồi thu gọn luôn, a trừ a hết, 1 trừ 1 hết bằng 0 đúng không? Vậy thì mình lấy cộng thì đấy là đáp án B đúng luôn. Nếu mà lấy m trừ n thì là mình lấy a trừ 1 trừ cho bao nhiêu? 1 trừ a, à, tức là bằng a trừ 1 trừ mở ngoặc 1 cộng a, và a cộng a là mấy a? Trừ 1 trừ đây 2a trừ 1 đúng không? Vậy là nào cũng sai hết. Vậy câu đáp án đúng là câu B. Và câu số 5 này, đẳng thức nào sau đây là hàng đẳng thức? Ở đây là đáp án gì các em? B. Rồi giải thích này, các bạn nhớ này, các bạn nhớ là cái quy luật đổi dấu nha. Nếu mà a giả sử đi 1 trừ 2 tất cả bình có bằng 2 trừ 1 tất cả bình không? Có đúng không? Vậy thì ở đây nếu mà đảo x trừ y tất cả bình thì y trừ x tất cả bình đều bằng nhau. Và đây là hàng thức này chúng ta được xài. Lưu ý này, a trừ b không có bằng b trừ a đâu nhá, mà phải bằng b trừ a đóng mở ngoặc. Nhớ chưa? Em dấu trừ đằng trước. Đó, còn bình phương thì em đảo lại được. Tích của x cộng 2 và y cộng 5, và x cộng 5 là bao nhiêu? Tức là em lấy x cộng 2 nhân bao nhiêu? X cộng 5 đúng không? Rồi các bạn lấy ra nhân ra, ở dưới các bạn nhân. Sát này. Đây nhá. X nhân x, rồi lấy x nhân mấy? Rồi lấy 2 nhân gì? 2 nhân 5 này. Nhân ra kết quả luôn, x nhân x là x mô mấy? X nhân 5 là cộng 5 gì? Cộng 2x cộng mấy? Cộng 10 bằng x bình, ghép cặp hai thằng này là 7x cộng mấy? Cộng 10. Cho đáp án thôi. B. À, kiểm tra thử nhé. Cái thứ nhất này các bạn thay một phát ăn luôn vào. Cái thứ hai là nên nốt gọn nó trước khi thay. À, cái này hàng thức số mấy? X bình y bình đúng không? Thay vào là nhớ này, x là âm 8 tất cả mũ gì? Mũ 2 trừ đi 6 mũ 2, nếu không đóng ngoặc sai luôn. À, kết quả là bao nhiêu? 28. Khoanh đáp án gì là sao? À, này, bắt đầu được. Ta có này là bao nhiêu? Đầu tiên ta có thằng nào? Ta có AB song song gì? CD ở đâu ra? Giả thiết góc A trong cùng phía với góc gì? Góc D. Tức là em hiểu góc này trong cùng phía là nhìn hình ta thấy nhá. Nhìn hình ta công nhận điều này. Vậy là suy ra hai góc A cộng góc D bao nhiêu độ? 180 độ đúng không? Rồi thay số vào, suy ra góc D sẽ bằng 180 độ trừ 115 độ thì bằng bao nhiêu độ? 65 độ. Rồi mình nghĩ luận tiếp này, ta lại có tiếp, có góc D này bằng góc gì? Góc C. Lý do mà bằng 65 độ, lý do gì? Do ABCD là hình thang cân. Cái bài cho rồi, vậy cuối cùng mình sẽ chọn đáp án gì đây? C. Ok chưa? À, các bạn nhớ thầy này,
V chóp nha, V chóp nè bằng 1 phần 3 S của đáy nhân H. Nhân H, H là chiều cao hình chóp. Nhớ này, S của hình vuông thì sẽ bằng là cạnh mũ mấy? Cạnh mũ 2. Bây giờ mình sửa câu này. Thay số này, thể tích của nó này bằng này 1 phần 3. Cạnh đáy là 3 mũ 2, tức là diện tích đáy đó, nhân với chiều cao là 2. Và kết quả bằng 6 cm² ở khối. Đáp án đúng là đáp án gì? À, chốt. Hình chóp tam giác đều có thể tích là bằng 30 cm khối, chiều cao là 12, tính diện tích đáy. Bây giờ thầy đưa lại công thức cho các bạn nhé, để các bạn làm được. Ta có này, ta có V là bằng 1 phần 3 S nhân gì? Nhân H. Vậy là từ đó suy ra S bằng nhá, muốn tính S em lấy 3V chia H cho thầy là xong. Đấy chưa? Đó là S đáy đó, một tính S đáy đó. Rồi. Cũng được luôn. Đều giống nhau. Rồi bây giờ các bạn sẽ tính diện tích đáy. Rồi thầy sửa nhé. Thay số này. Thay vào này, S đáy bằng này 3V, tức là 3 nhân bao nhiêu? 30 chia cho H, chiều cao là 12, kết quả bằng 7,5 cm gì? Vâng, đáp án đúng là đáp án gì? À, câu này là một cây bị gió quật ngã như hình vẽ, biết từ gốc cây đến đến chỗ bị gãy là 3 m. Đây mình đặt tên tam giác nha. Đây là A, B, C. Từ đây đây là mấy mét các em? 3 m. Rồi khoảng cách từ gốc cây đến ngọn của ngọn đổ xuống đất là 4 m. Đây là 4 gì? 4 m. Bây giờ tính cái gì đấy các em? Chiều cao của khúc chưa, chiều cao của cây nhé, lúc chưa bị gãy nhé. Bây giờ em phải tính cái khúc nào trước? Tính BC đúng không? Xong đấy BC cộng thêm bao nhiêu? Cộng với 3 nữa thì có phải ra cái cây nó chưa, lúc chưa đổ không? Rồi bây giờ các bạn ở dưới dùng định lý Pythagore để tính BC. Bây giờ đầu tiên này, xét tam giác nào. Tam giác ABC có góc A bao nhiêu độ? Góc A 90 độ, khẳng định là nó vuông nhé. Theo định lý vitamin Pythagore. Pythagore có chữ S không vậy? Tôi viết luôn Pythagore được đi. Vậy cho lẹ. Rồi được rồi. Ta có AB bình cộng AC bình. Không đăng này. Bằng BC bình. Vậy tức là BC bình sẽ thay bằng là 3 bình cộng với 4 bình. Bao nhiêu em? Nghĩa có bị ít nào không phải nghĩa? Phi ABC bằng bao nhiêu? Bằng 5 đúng không? 5 mét. Rồi cái cây này cao bao nhiêu? Đó. Cao 8 mét. Vậy này, chiều cao của cây lúc chưa gãy là đấy bao nhiêu? 3 cộng 5 bằng mấy? Bằng 8 mét. Rồi vậy là phải đáp án gì đây? C. C, ok, C nha. Rồi vẽ thử một tam giác xem có bao nhiêu đường trung bình nha. ABC. Nếu mình lấy M trung điểm đằng này, N trung điểm đằng này,
Rồi lấy thêm trung điểm nữa, nghe đi, mày là tổng cộng này, mày là ba đường. Còn người nhất này, đường thứ nhất là m gì, mn. Đường thứ hai, đường thứ ba, vậy là tổng cộng ba đường trung bình. Vậy đáp án gì? C. Đây, các bạn nhìn bảng ngày xưa không ạ? Các bạn dùng phương pháp nào để phân tích hạng thức nhân tử đây? Rồi, tìm nhân tử chung đi. Nhân tử chung một này là bao nhiêu? Rồi, tách này. Cái này tách ra thành 2x nhân gì? Nhân x trừ 2x nhân mấy? Nhân 2. Rồi đặt cái gì ra ngoài đằng sau? 2x bên trong. Còn chưa? Rồi cái câu B này em phát hiện này, thằng này 4, thằng này cũng có chia hết cho 4, vậy là phải đặt cái gì ra ngoài trước? Đặt âm 4 nha, bên trong x bình trừ bao nhiêu? 24 chia 4 được mấy? 6. Tại sao trừ 6 không biết đâu? Tại vì trước ngoài này là dấu trừ đúng không em? Ta phải đổi dấu ngược lại. Cái này cộng với 9 đi, mua mấy? Rồi phát hiện tiếp bên trong nó có hạng thức đáng gì, phải viết thành x trừ 3 y tất cả mũ mấy. Rồi có kết quả chưa? Và bây giờ này các bạn chia này, để làm tốt bài này á, thực ra để tránh bị rối này, em sẽ chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất này là thằng này, nhóm thứ hai là thằng này đúng không, và nhóm thứ ba là thằng này, đúng chưa? Ba nhóm đúng không? Bây giờ mình sửa nhóm đầu tiên trước. Nhóm đầu tiên là dùng quy tắc nào? Đơn vị đa đúng không? Nhân vào 1 phần 2 nhân với này là 5 phần 2 gì? 5 phần x. 1 phần 2 nhân 1 phần 2 nhân 4 là bao nhiêu? Bằng 2. Cộng với nhóm này này, các bạn nhớ này, chia đơn cho gì? À, chia đa cho đơn đúng không? Lấy 12x mũ 2 chia cho bao nhiêu? Trừ 3x cộng với âm 2x chia cho bao nhiêu? Âm 3x đó, bỏ ngoặc trước dấu trừ là phải đổi dấu. 2x cộng gì? Cộng 1. Nhiều bạn thực hiện phép chia luôn cũng được, 5 phần 2x trừ 2 cộng 12 chia cho âm 3. Nhớ cách chia đơn cho đơn nhé, lấy số chia số, ẩn chưa ẩn. 12 chia cho âm 3 được mấy? Âm 4. X mũ 2 chia cho x được x. Rồi cộng với 2 phần 3 trừ 2x cộng 1. Thế này chúng ta ghép cặp, những thằng nào giống nhau chúng ta ghép với nhau. 5 phần 2x nè, trừ 4x một cặp nè, trừ 2x một cặp nè, cộng với âm 2 một cặp nè, cộng 2 phần 3 một cặp nè, và cộng 1 nè, tiếp tục nè. Đó, còn đây máy bấm bao nhiêu? 5 phần 2 trừ 4 trừ mấy? Trừ 2 là bằng bao nhiêu? Trừ 11 phần 2. À, trừ 2, sorry, trừ 2 thì bằng âm 7 phần 2x. Đó, rồi lấy số trừ nhau này, trừ 2 cộng 2 phần 3 trừ 2 cộng với 2 phần 3, rồi cộng 1 nữa là bao nhiêu? Là âm 1 gì? Vậy là âm 1 phần 3. Đó là kết quả. Đây bắt đầu thấy mấy mấy phần tử. Một cặp này, cái này kỹ năng gì? Cái này gì? Đó, vậy mình xử theo lý theo đó. Đa nhân ra vòng trước, ta chỉ làm thước ra. Đấy, chỉ làm thước ra rồi thu gọn. Rồi, 2x nhân 7 là bao nhiêu? Rồi, 14x. Tính ra luôn nhé các em. 14x. 2x nhân x, âm x là âm 2x mũ 2.
5 nhân 7 35. 5 nhân 5x trừ, mở ngoặc các những em nhé, hạng thức số 3 nhé, ra 1 trừ x gì y cộng với 1 bình là mấy thằng 1 luôn. Rồi hạng thức số mấy đây, số lại các chỉ đã làm luôn nhé, biết là 9x mũ mấy trừ 6x cộng mấy đây cộng 1, nhớ các chị không. Rồi bây giờ thu gọn ghép cặp bằng 14x trừ 2x bình cộng 35 trừ 5x trừ 1 cộng x bình cộng 9x bình trừ 6x cộng 1. Rồi bây giờ thầy ghép cặp nhé. Bây giờ là nếu mà các em tránh bị rối á thì em đánh số đó thì em không rối này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nữa. Rồi 1 đi mấy? 14x nè trừ 5x nè trừ 6 gì, 6x nè, 1 4 6 8 gạch cộng với âm 2x bình nè gạch nè với bao nhiêu, cộng x bình nè gạch luôn nè cộng 9x bình nè, đúng không, nó không bị nói gạch luôn nè. Vậy là còn bao nhiêu, vậy là 35 trừ 1 cộng gì, cộng 1, hết chưa. Rồi bằng 14 trừ 5 trừ đi 6 là nhiêu, là còn 3x đúng không, trừ 2 cộng 1 cộng 9 là bao nhiêu, vậy là cộng 8x bình, 35 trừ 1 cộng 1 là cộng bao nhiêu, 35. Đó là kết quả. Tức là các bạn quan sát này, một mái che có dạng hình chóp tứ giác đều, có độ dài cạnh đáy là 2,5, 2,2. Đây, độ dài cạnh đáy đây nhá, thầy xin lấy cạnh đáy này. Cái cạnh này là bao nhiêu? 2,2. Rồi chiều cao xuất phát từ đỉnh này, tức là từ chiều cao SH này nè, bao nhiêu? 2,8 đúng không? Và bây giờ các bạn sẽ tính độ dài cạnh bên, tức là bây giờ thầy áp dụng Pythagore cho một tam giác vuông. Đây, thầy vẽ cái tam giác vuông này ra ngoài cho các bạn dễ nhìn. Tam giác nào đây? Các bạn nhìn vô cái hình nhé, các bạn nhìn thấy tam giác vuông. À, tam giác đúng rồi đó. Tam giác SHG, HB. Rồi phân tích nhá, độ dài HB bao nhiêu? Có phải cái đoạn BC là 2,2, vậy thì HB bằng nửa BC thôi. Là bao nhiêu? 1,1. Vậy là đoạn này 1,1. Rồi cái đoạn SH bao nhiêu? 2,8 đúng không? 2,8. Rồi bây giờ các bạn áp dụng định lý Pythagore để tính SB, còn nhớ không? Rồi bây giờ tất cả ở dưới chúng ta sẽ thực hiện dùng Pythagore để tính SB. Rồi đầu tiên này các bạn ghi này, ta có HB bằng H gì, HC và bằng BC chia mấy, chia 2 bằng 2,2 chia cho 2 bằng 1 phẩy gì, 1 đơn vị là mét. Rồi bây giờ mình mới áp dụng, đúng không, áp dụng định lý Pythagore cho tam giác nào, tam giác S HB có góc H bao nhiêu độ để khẳng định nó là tam giác vuông đúng không, ok chưa. Rồi đâu là cạnh viền SB bình bằng SH bình cộng HB bình bằng 2,8 bình phương cộng 1,1 bình phương. Rồi nó bằng bao nhiêu? 9,0 gì? 0,5. Từ đó suy ra SB sẽ bằng căn của bao nhiêu?
9,05. Rồi em có thể để 9,05 như vậy cũng được, và ghi xấp xỉ bao nhiêu? 3,01, đơn vị là mét. Được. Tính số tiền phải trả để làm giếng, để làm mái che đúng không? Mái che giếng nếu mà cứ 1 m² là 1,4 triệu. Vậy bây giờ mình phải tính diện tích gì? Đúng rồi, sau đó tính số tiền, tính được không? Rồi, đầu tiên này, tính này. Diện tích xung quanh của mái che là, diện tích xung quanh của mái che là, rồi diện, muốn tính diện tích xung quanh thì làm sao? S xung quanh bằng này, bằng 4 nhân 1 phần 2 nhân A nhân gì? Nhân H. Thay vào 4 nhân 1 phần 2 là cạnh đáy đúng không? Cạnh đáy là bao nhiêu? 2 phải gì? Phải 2. Chiều cao là bao nhiêu? 2,8. Rồi kết quả bằng 12,32. Đơn vị là mét vuông. Rồi bây giờ tính tiền, tiền làm nhé. Em phải ghi là số tiền để làm mái che là, rồi muốn tính số tiền để làm mái che thì em lấy cái gì em? 1,400,000 nhân cho 12, bao nhiêu? 32 đúng không? Vậy là bao nhiêu tiền? 17,208,000 đáp này xong rồi. Rồi mẹ nha, cho tam giác ABC vuông tại A, đầu tiên phải vẽ một cái tam giác vuông đấy, em nhớ vẽ cho đúng. Rồi tính cạnh AC vuông tại A, đánh dấu vuông nhé, em nhớ đánh dấu vuông A B C. Rồi tính cạnh AC, biết AB là bằng 10, còn AC bằng bao nhiêu? 8 đúng không? À còn AB là 8, tính AC. Rồi chắc chắn tính toán dùng cái gì để tính này nhá. Đầu tiên xét tam giác nào, xét tam giác ABC có góc A bao nhiêu độ? Này khẳng định đây là một tam giác vuông đúng không? Rồi theo định lý Pythagore được luôn, áp dụng cũng được và ghi theo định lý Pythagore cũng được. Ta có, rồi ta có công thức sau: BC mũ 2 là cạnh viền bình bằng AB mũ 2 cộng AC mũ 2. Bây giờ tôi muốn tính thằng AC đúng không? AC bình sẽ bằng bao nhiêu bình? 10 bình trừ đi 8 bình. Và AC bình bằng bao nhiêu? 100 trừ đi 64 là còn bao nhiêu em? 36. Vậy là AC bằng căn của bao nhiêu? 36 và bằng bao nhiêu? 6 cm. Xong. Các bạn vẽ hình tiếp này, gọi M là bất kỳ trên BC, em lấy một điểm M nằm đây. Chấm điểm M đây. Rồi kẻ MN vuông góc BC, MN vuông góc, MN vuông góc đúng không? Vậy là em kẻ MN, MN vuông góc với AB chứ sao đi, kẻ vuông góc này. Đó, đánh dấu vuông vào đây. Vuông. Rồi các bạn ký hiệu vuông góc lên. Đây là ok chưa? Rồi chứng minh tứ giác, tứ giác nào đây? ANMC là hình thang vuông. Vậy là muốn chứng minh đó là hình thang vuông, đầu tiên phải chứng minh đó là hình gì trước? Hình thang á, hình thang có một góc vuông, góc nào vuông?
bạn thấy được không, a vuông chưa? Rồi có a vuông hoặc có n vuông rồi đúng không? Vậy là chỉ cần bây giờ chứng minh nó là hình gì là xong. Hình thang, vậy là muốn chứng minh hình thang ta chứng minh hai cạnh nào song song. Rồi bây giờ MN song song AC. Qua 8 cách chứng minh này, theo bọn em là sẽ lựa cách nào hợp lý. Lựa cách vuông góc đúng không? Rồi. Bây giờ các bước làm của bài toán này như sau này, bước 1. Bước 1 các em chứng minh này. MN song song gì đây? AC để CA. A N A C M N là hình gì? Hình thang. Rồi bước 2 mình chứng minh nó là hình thang vuông. Chứng minh A C M N là hình thang vuông. Ok chưa? Thấy hình bài này nhanh không kịp. Bây giờ ta có này, ta có M N vuông góc với AB ở đâu ra các em? Giả thiết cho rồi AC cũng vuông góc với A gì? AB, giả thiết cũng cho luôn. Và từ hai yếu tố này suy ra MN song song A gì? AC. Từ đó suy ra tứ giác được A N M C là hình gì các em? Hình thang. Hình thang mà có góc A bao nhiêu độ? 90 độ đúng không? Thì suy ra A N M C là hình thang gì? Hình thang cân. À, hình thang vuông. Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Vậy tiếp tục câu này cho đúng nha. Rồi K là điểm đối xứng với M qua N. Rồi các em nhớ này, K mà muốn đối xứng với M qua N thì các bạn biết N là gì của KM không? Đúng rồi. Các bạn nhớ tính chất đối xứng nha. Nếu K mà đối xứng với N qua đối xứng với M qua N vậy thì tức là KN sẽ là trung điểm của đoạn KM. Đây là K. Đây nữa không? Và tiếp này. D đối xứng với C qua A thì A cũng là trung điểm ở đường nào? Đúng rồi. Vẽ nha. À. À, xin lỗi nha, các bạn sửa lại đề đi. Tức là KB và các bạn thấy này, tiếp tục này, K đối xứng này qua này, đánh dấu hai đoạn này bằng nhau vào. Rồi KB kéo dài cắt AC. Đây, kéo dài mà nhé. KB. Đó, tại D. Điểm này điểm D nhé. Và bây giờ chứng minh tứ giác là hình thang cân. BKM gì? MC là hình thang cân đúng không? Rồi, bây giờ chứng minh hình thang. Để chứng minh hình này là hình thang cân thì bước 1 mình phải chứng minh nó là hình gì đã? Hình thang. Bây giờ ta có nhé. Ta có này. Ta có MN song song BC chưa? MN song song A gì? AC mình đã chứng minh chưa? Vậy là từ đó suy ra KM tại vì cùng một đường thẳng song song với B gì?
cái xe, từ đó suy ra tứ giác. Tứ giác là hình ra D K M C là hình gì? Hình thang. Rồi, ok. Thế gì không? Cái này là phải DC. DKMC đúng rồi. À. Cái này là DC, sorry. Và cảm ơn nhé. Cái này là xong MN song song DC nhé. Rồi, được chưa em? Không phải MN song song AC chứ biết. Cái này là sau dấu sida là DC đúng không? Đây. Rồi thì viết nhầm, được chưa em? À, mình chứng minh là hình thang chưa? Đó, bây giờ nó là hình thang rồi, em chọn một trong hai ý sau. Một là phải chỉ ra được hai đường chéo bằng nhau. Hai là phải chỉ ra được hai góc kề một đáy bằng gì? Bằng nhau. Bây giờ thầy sẽ chỉ ra hai góc kề một đáy bằng nhau nhé. Rồi, bây giờ góc D và góc C. Thầy sẽ chứng minh góc D và góc C được chưa các em? Rồi, đây là K1, đây là M1. Và đây là góc D và góc C nhé. Rồi, tam giác K, B, M có N, B là đường gì các em? Các bạn thấy N, B vuông góc không? Đường gì các em? Đường cao. Và N, B có thể đi qua trung điểm không? Là đường gì đây? Đường trung tuyến. Đường trung tuyến rồi. Tại vì đi qua trung điểm. Trung tuyến. Ok chưa? Vậy là đường trung tuyến thì suy ra tam giác KBNM là tam giác gì các em? Tam giác cân. Nhớ không? Tam giác mà có được một đường đồng thời là trung tuyến, đồng thời là đường vân giác, đồng thời là trung trực, tức là một đường nó mang hai tên thì nó sẽ là tam giác cân. Nhớ nhé. Rồi vậy là từ đó suy ra góc K1 sẽ bằng góc M gì? M1. Rồi ta có KM song song với DC suy ra góc K1 bằng góc D, góc M1 bằng góc gì đây? Góc C, vì hai góc ở chỉ đồng gì đấy em? Đồng vị đúng không? Và hai góc này ở chỉ đồng vị thì từ đó mà thằng nào bằng nào rồi? Mà K1 lại bằng M gì? M1. Em suy ra góc D bằng góc gì? Góc C. Đánh đây là một này. Đánh đây là hai. Từ 1 và 2 suy ra được gì? Suy ra tứ giác DKMC là hình gì các em? Hình thang cân. Tức là mình đã chứng minh đó là hình thang có thêm hai góc kề một đáy nữa là hình thang cân. Các bạn bổ sung một dòng đối xứng vào đây cho thầy nhé. Ta có M đối xứng với K qua N. Suy ra N sẽ là gì? N là trung điểm bằng nào các em? Trung điểm của KM. Nhớ tính chất của đối xứng nhé. Rồi, 1, 2, 3.